Bữa nay buổi chiều mình sẽ ăn cái món món cừu nướng, sườn cừu nướng, cho nên mình ra ngoài vườn mình hái cái cây này là rosemary, mình không biết tên tiếng Việt nó là gì nữa. Nhưng mà thấy người Úc á, hay là cái người châu Âu á, nó nướng thịt nó hay hái cái đá này nó ướp nè. Mình thấy cái mùi nó thơm, nó nồng nồng mà có cái vị nó hơi the the. Cái vị nó nồng nồng thôi, cũng không có cái vị ngọt hay là gì hết. Mình nghĩ đó chỉ là mùi thơm như rau thơm của người Việt mình thì rau thơm, còn cái này là rau thơm của Tây vậy đó. Giờ mình sẽ hái đại hai ba nhánh gì thì cũng không có nhiều thịt lắm. Rồi nó cứng. Cái này mình phải tưới nước nó, tại giờ đang mùa khô nè, thiếu nước gì lắm. Mình nghĩ chiều đây chắc đủ rồi. Hái thêm nhánh nữa chờ chắc ăn. Bây giờ mình vô mình ướp thịt. Are you kidding? Đây là cái sườn cừu ha, mình cắt khứa chéo chéo vậy nè. Xong rồi mình mới cắt tỏi, mình nhét vô những mấy khía đây nè, mấy cái tỏi, cái khía đây nè. Xong rồi mình sắc nhuyễn cái rosemary nè, mình sắc nhuyễn ra, rồi mình chà lên cái miếng thịt này. Xong mình bỏ muối với tiêu lên, xong rồi mình bỏ dầu olive lên. Rồi bây giờ mình để lên chảo mình chiên nè. Cái sườn cừu này vô trong cái lò nướng nha. Hồi nãy mình mở cái lò nướng là 200 độ C nè. Xong rồi mà bây giờ mình để vô. Take how long it takes? Well, khoảng 20 phút nữa thì mình sẽ kiểm tra cái miếng sườn của mình. Cắt nấm ra này để mình làm mình ăn chung với lại cái sườn cừu. Thank you.
dở quá nha. Oil stops the butter burning. Cái dầu vô để cho con bơ lúc nãy là cũng bị cháy. Bây giờ mình mở cái nước gọi là stock, beef stock là nước hầm bò. Bây giờ mình sẽ để cho cái nước này nó rút nó cạn xuống. Nhờ cách bông cải xanh sẽ lấy cái sườn cừu ra. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Thank you.
this one needs banana. I'm not used to eat with fork. Để bên chấm cái nước sốt này chứ. Cái nước sốt này có mùi rượu nè, bơ béo của mùi bơ, nó mặn mặn, nắng thì nó hơi sụt sụt tiêu nhọn, ăn rất là ngon. Thêm mùi tiêu nữa, mùi tiêu với cái mùi tỏi, hành với lại rosemary. Cái thịt cừu này nó vàng. Vàng mà nó giòn, ở ngoài nó giòn nè, xíu nè. Cái thịt nó giòn. Cái thịt nó ở trong nó vừa chín tới, ở ngoài thì nó giòn. Nhìn miếng thịt thả không? Mua thịt cừu lại phải mua thịt cừu tươi á, nó không có bị hôi cừu. Nó mềm mà nó ngon. Cái mỡ nó cháy á, nó giòn giòn ngon. Ngon quá. Super tender. Ở Việt Nam á, mình có vô nhà hàng mình ăn cừu cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà thịt cừu đông lạnh á, nhập khẩu á, cho nên nó ăn cái hôi cái mùi mỡ lắm. Thịt cừu này cái mỡ này mình phải nấu cho nó phải chảy hết mấy cái mỡ mới được. Cái sốt nó ngon vô cùng. Ăn mà cạp cái miếng mà thịt mà nó xung quanh cái xương này ngon. Is to cook the fat at the start before you put it in the oven, and then rest. That's why it's so tender and juicy. Mình phải cook, mình phải nấu chiên cái mỡ này trên chảo trước cho nó ra hết mấy cái mỡ, xong mình mới bỏ vô cái lò nướng mình nướng. Nướng xong rồi mình để ra ngoài nướng mà nó make you cook it but haven't in the oven, haven't cooked through yet. Three quarter. It depends. 3/4. If you want it pinker, you cook it less. You want it more cooked, maybe. Theo như gì mình ăn thì mình thấy là nấu nó vừa chín chứ mà ăn mà nó còn méo thì nó
đem ra ngoài mình để trên khoảng thêm, để trong dĩa vậy thôi, thêm khoảng 10 phút nữa, khoảng 10 phút nữa thì cho cái thịt ở trong nó chín, nó vừa chín tới. Mua làm thử cái món này rất là ngon. Ăn thịt cừu thì mình chỉ có ăn cái dạng này thôi à. Mấy cái loại mấy cái món khác của thịt cừu á mình ít có ăn lắm. Mà sườn cừu nướng này lắm. Cái cách nướng sườn cừu là theo kiểu của nhà hàng, với là cái nước sốt nè. Thường thì là ăn với lại khoai tây chiên, nhưng mà mình không ăn khoai tây chiên, mình ăn như đây mình thấy nó no. Nước sốt nó ngon, thơm lắm. Cái mùi rượu nó làm cho cái gia vị nó tăng lên, giống như là mùi bơ, mùi tỏi nè, như rosemary nè, nó tăng lên món. Sauce is nice, too. Very nice. Video của mình cũng tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Xin chào tạm biệt, chúc buổi tối vui vẻ. Bye bye.